Năm 2023, các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện luật quà giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện kế hoạch thực hiện công tác quà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đạt nhiều kết quả nổi bật. Với đơn ngũ hơn 1.000 tổ quà giải, gần 6.000 quà giải riêng, trong năm tuần tỉnh tiếp nhận gần 500 vụ việc, quà giải thành 430 vụ việc, đạt tỷ lệ khá cao 96,2% trong đó có 6 trên 15 địa phương có tỷ lệ quà giải thành đạt 100%, như Cần Đức, Châu Thành, Đức Quệ, Bến Lức, Thị xã Kiến Tường, Thủ Thừa. Phát huy kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện ra soát, củng cố đội ngũ quà giải chiên ở cơ sở, tiếp tục xây dựng các mô hình điểm cách làm hay trong công tác quà giải ở cơ sở, các mô hình tổ quà giải điển hình tại địa phương để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.